Quý khách hàng nào thích những siêu phẩm mang phong cách của mình, mang nét riêng của mình, mang dấu ấn của mình, ví dụ như là thương hiệu của công ty hoặc là những cái điểm đặc biệt tạo nên cái sản phẩm này mang nét của mình, thì hãy nói tất cả những cái ý tưởng, những cái ý muốn đó cho Kỳ Lăng và Kỳ Lăng sẽ ngay lập tức lên file thiết kế và hoàn thiện sản phẩm như Kỳ Lăng đang đeo theo ý của quý khách. Đây, tất cả bên này là được đính kim cương, những viên kim cương tuyển chọn từng viên một về độ đẹp, về kích thước, về tiêu chuẩn. Bên này cũng vậy, tất cả mọi viên kim cương đều phải kiểm tra nghiêm ngặt, đủ tiêu chuẩn theo sản phẩm đẳng cấp đỉnh cao thương hiệu của Kỳ Lân Luxury. Và hai bên thành cổng đây cũng vậy, cũng là đính kim cương rất đều và rất đẹp, rất đẳng cấp. Kỳ Lân thích nhất là cái logo vương miện, một cái logo biểu trưng sự cao quý, sang trọng, quyền lực.